Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình livestream buổi tối à, Hôm nay tôi sẽ trình bày một bản văn gọi là Tâm Toàn Giác Cái bản văn này thì bữa trước có giảng một lần rồi nhưng mà gần đây thì có nhiều bạn nghe đài có nhắn về thì mong tôi nói lại cái, cái bài này thì tôi thấy rằng điều đó cũng đúng là bởi vì chúng ta nghe những cái giáo lý có những bài mà không phải chúng ta nghe một lần mà nó có thể hiểu hết được cho nên nếu chúng ta nghe lại một lần thứ hai cũng là tốt mà nhất là cái bài tâm toàn giác này thì nó hầm xúc nên nó gồm có ba mươi đoạn mà mỗi đoạn nữa thì nó định nghĩa một cách rất rõ ràng ví dụ như về giác ngộ, về niệm, về dục, về giới, hay là minh tâm kiến tánh, hay là thấy nghe tất cả những cái định nghĩa này nó chính xác nó từ một cái người giác ngộ mà nói ra đạo và tu giải thoát tất cả những từ này thì nó định nghĩa rất rõ ràng cái bản tâm toàn giác này á, là trong nguyên vị là do ông Krishnamurti tức là ngài đây à, mà bi khu huệ hải soạn dịch à, hòa thượng huệ hải là ổng hiệu là ta bà Hà, giảng sư cố đô huế Nghĩa là hồi vào khoảng à, năm, à, cả năm bảy à, 70 gì đó, thì à, tôi có gặp Hòa Thượng. Nguyên cái nguyên vị, cái à, tâm toàn giác là nó bằng tiếng Anh. À, nhưng mà sau này Hòa Thượng Huệ Hải dịch ra tiếng Pháp. Ông, ông dịch qua, ông dịch bằng cái bản tiếng Pháp. À, và khi ông dịch rồi ông có đưa cho tôi coi thì tôi thấy đứng về cái dịch thì nó tốt nhưng mà cái tính chất văn nghĩa là về cái cái cái, cái trình bày cái từ với cái 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 văn nó nó không được suôn sẻ nó có những cái gì đó mà nó nó không có có, có chỉnh đốn lắm thì tôi mới nói là bây giờ để tôi sẽ kêu bằng cũng như là soạn lại và tôi tôi viết lại bằng thơ thì cái đó hồi xưa nó cũng là bằng cái văn văn thơ à, dịch bằng thơ nhưng mà sau này tôi soạn lại và tôi có thêm vô cỡ trên 100 câu à. cho nên ở đây nó nguyên vị là do Krishnamurti Bi khu về hải soạn dịch thiên ngoại tường văn đính chính chuyển văn và thuật sáng 180 câu thì mong rằng các phật tử và các bạn nghe bởi vì đây là những cái cái uh, tính chất phân tích về cái sự giác ngộ và con đường để chứng đạo và từ một cái người mà chứng đạo như ông rick ông quả nhiên là một người giác ngộ lớn của thế kỷ 20. Nghĩa là ông còn vượt lên trên tất cả các vị đạo sư như là Ma ra hay là Osho Đó. Thì khắp thế giới ai cũng biết và ông cũng đi rất nhiều nước và giảng nghĩa là trong vòng nghĩa là nhiều chục năm. Thì bây giờ tôi sẽ đọc từng từng đoạn một và tôi sẽ nói rõ ràng cái ý nghĩa để các Phật tử và các bạn nghĩa là thưởng thức đoạn một phật từ tâm không quá ra tu hành thờ phật là thờ tâm không tâm không vô ngã đại đồng lòng không thâm luyến rõ thâm nhiệm màu nhiệm màu rốt tặng vô vi vô vô bất tặng phi ly niết bàn pháp không tâm pháp bản tàng không tâm không pháp quy hoàng lạ thai đây là cái đoạn nghĩa là diễn tả về cái sự giác ngộ tức là nói về phật chúng ta nghĩ từ về phật thì ở trong danh từ phật là chỉ cho cái sự giác ngộ nhưng mà cái từ giác ngộ cũng là một cái từ phật cũng là chỉ cho cái sự cái bản giác của tất cả chúng sanh và các vị phật nhưng mà làm sao chúng ta biết cái điều đó được đó cho nên cho nên ở đây chúng ta phải biết nó khởi đầu từ đâu thì ở đây nó là Phật từ tâm không quá ra. Tức là từ cái, cái 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 tâm tâm không tức là mình thường nói là cái tâm vô niệm đó. Đó. Thì chúng ta muốn biết cái tâm không á thực sự thì chúng ta phải quên cái cái từ đi. Quên cái ý nghĩa đi quên tất cả những cái 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 từ và chúng ta bắt đầu yên lặng yên lặng và chúng ta tự đột ngột chúng ta thấy vào bên trong chúng ta thấy nhưng mà không nên lên tiếng không nói là đâu có gì đâu hay là mình nói là trống rỗng hoặc là mình dùng rất nhiều cái từ mà mình không 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 biết nó là gì ừ. ngay cả cái từ vô niệm cũng vậy nữa nó cũng không có từ vô niệm cũng không có từ à. tánh biết cũng không có từ mà nhất là nói về tâm không thì hoàn toàn chúng ta chỉ nói để 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 phân biệt với những cái tâm có có là có niệm ừ. cho nên chúng ta hãy bắt đầu ví dụ như bây giờ chúng ta không không biết là quay vào tâm hay là nhìn ngắm bằng cách nào à. ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi yên rồi mình tự nhiên mình nhắm mắt lại mình nín thở mình nín một hơi mình kèm lại chừng cỡ uh, vài ba vài ba có thể thể là chừng 30 giây hay là 10 giây chúng ta nín lại nín lại thì chúng ta thấy gì trước hết là chúng ta thấy nó có một sự ức chế ở trong lòng ngực và nó có một cái sức nặng nhưng mà đó là cái cảm cảm xúc thôi nhưng mà mình thấy rằng ngoài cảm xúc đó không có gì cả, thì chúng ta tự phải tự thực hành để tự mình thấy, mình hãy nín thở, nín thở rồi mình ý thức cái chỗ mà nó mệt, nó 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 bức, nó nặng nề ở trong cái ngực, nó 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 bị bị nín, bị bị chặn đứng, bị chặn đứng cái 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 khí, cho nên tự nhiên nó sẽ sanh ra cái tức. Nhưng mà chúng ta đừng có nói, đừng có phân biệt, cứ thấy cái điều đó rồi chúng ta khi mà nín không được rồi thì chúng ta thở ra chúng ta thở ra thở ra thì chúng ta thấy nó thoáng nó nhẹ nhưng mà trong đó chúng ta ngầm chúng ta thấy rằng nó chỉ là cái cảm xúc khi mà nó ức chế nó nó có cái tính chất bức xúc nó nó mệt vì nó cái khí nó không thông rồi khi chúng ta thở thì chúng ta thấy nó thông nó thông nó thông nhưng mà trong cái hít vào hay là thở ra đó nghĩa là ngoài cái cảm giác mà nó nó ức ức thì chúng ta thấy là không có cái nghĩ tưởng gì được lúc đó không khi nín thở chúng ta cũng khó mà nghĩ tưởng bởi vì hơi thở nó rất dính với cái tư tưởng à, thành khi mà thiền đó à, gọi là tức trú à, tức là cái cái hơi thở nó phải dừng lại khi mà định thật sự thì hơi thở nó nó đã dừng đó là lên cái cỡ nhị thiền trở lên đó chứ còn sơ thiền thì cái niệm nó trú nhưng mà hơi thở thì thì nó vẫn vẫn còn nhẹ nhàng vẫn còn vi vô nó ra vô chứ không phải là đứt hơi thở nhưng mà đến cái nhị thiền thì cái hơi thở gần như nó dừng à nhưng mà nếu hơi thở mà không thở mà nó dừng thực á, thì là phải qua tam thiền là lúc bây giờ tất cả niệm nó sâu lắng vào nó không có một cái gì mà để thúc khối tạo ra cái áp suất cái 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 tính chất co giãn ừ. cho nên do như vậy cái khí nó nó không 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 có sanh cho nên khi mà có cái kinh lạc cái cái niệm nó dừng hẳn hoàn toàn thì cái hơi thở nó nó dừng thì trong đó cái kinh lạc nó cũng yên cho nên gọi là tam thiền mạch tú, tất cả cái mạch rồi nó còn đứng hết. Đó đó là theo cái 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 trạng thái mà tâm đi đi lên. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn tìm cái cái tâm mà nó không có cái ấn tượng, không có cái hình ảnh, không có âm thinh. Nghĩa là có hình ảnh tức là chúng ta nghĩ, nghĩ một cái gì đó, ví dụ như mình tưởng một con người hay một con vật thì có cái, cái hình ảnh đó nó có trong tâm mình khi nó có trong tâm mình thì nó có cái tên cái tên tức là mình mình có nói à, đây là người bạn hay là người thân hay là người gì đó à, nhưng mà chúng ta ít khi thấy chúng ta nói 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 khi mình nói cái gì là nó đã có cái hình có gợi hình tượng nhưng mà chúng ta là thường là không thấy hình nhưng mà nếu để ý thì chúng ta lần lần chúng ta thấy còn khi mà nếu mình nín hơi như vậy á, thì dĩ nhiên chúng ta không thấy được, không thấy gì hết. Nhưng mà chúng ta nghĩa là coi như bắt đầu để mình ý thức, ý thức rằng cái trạng thái ở bên trong. À, còn trạng thái bên trong. À, trạng thái bên trong tức là chúng ta quay cái xoay, xoay cái cái thấy vào trong. Tức là không phải thấy bằng